6 sữa tắm hương nước hoa quyến rũ gây thương nhớ. Chính xác là gây thương nhớ luôn nha, vì đây đều là những mùi hương cực kỳ gợi cảm, nữ tính và lôi cuốn đối phương. Huyền thoại đầu tiên không thể nào không kể tới đó chính là Tesori de Oriente hương hoa sen. Mở đầu là một mùi hương hoa sen cực kỳ ngọt ngào và kết thúc là hương gỗ và vani. Mùi này thì cực kỳ nữ tính và trẻ trung, tuy nhiên không phải kiểu bình dân đâu nha, mà nó rất là sang trọng và phù hợp đối với mọi lứa tuổi. Riêng cái mùi hương hoa sen này sẽ bám được ở trên da từ 1 đến 2 tiếng tùy theo cơ địa và thời tiết. Đỉnh cao của sự quyến rũ phải là mùi hương thanh long này nha mọi người. Nếu như mọi người thích một mùi hương cực kỳ quyến rũ gợi cảm và nói hơi thô là nó rất là đàn bà thì đây chính là sự lựa chọn tối ưu dành cho mọi người. Mở đầu của cái sản phẩm thanh long này sẽ là một mùi ngọt đậm của quả chín và kết thúc sẽ là một mùi trầm ấm của hương gỗ rất có chiều sâu, sẽ rất phù hợp đối với những bạn nào đã có người yêu hoặc là có chồng nha mọi người, bởi vì sẽ để lại một ấn tượng không thể nào quên. Mùi thanh long này sẽ bám tốt hơn mùi hương hoa sen và phù hợp nhất đối với những bạn nào từ 2-3 tuổi trở lên. Thứ ba, đặc biệt nhất trong những sản phẩm sữa tắm hương nước hoa của nhà Argentor phải là cái bản Delightful màu xanh lá này nha mọi người. Đập thẳng vào khứu giác sẽ là một mùi thơm mát cực kỳ nhẹ nhàng và nó làm cho chúng ta một cảm giác cực kỳ tươi mới sau khi tắm xong. Và mình nghĩ rằng mùi này sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào mà có độ tuổi dưới 25. Thứ tư đó chính là Double Rich tím. Nhìn cái chai này cực kỳ hoài cổ đúng không mọi người? Tuy nhiên mùi hương của nó thì không hề tầm thường một chút nào. Là một mùi hương hoa iris phối với mùi quả mọng và kết thúc bằng hương gỗ khá là ngọt ngào nồng nàn nhưng không hề quá ấm hay gắt, mà kết thúc nó vẫn là một cái mùi man mát cực kỳ là dễ chịu. Thứ năm đó chính là Cindy Bloom Romantic Meal. Nói thật với mọi người là lần đầu tiên khi mà mình ngửi mùi này là mình không thích cho lắm đâu, bởi vì mình thấy rằng cái mùi của nó hơi ngọt và gắt quá. Tuy nhiên sau một tuần trải nghiệm cái sản phẩm này mình mới thấy thích và thấy thấm cái sản phẩm này. Mở đầu là một mùi hương hoa ngọt gắt, kết thúc nó sẽ bằng một cái mùi quả chín kết hợp cùng với cả hương gỗ. Sẽ phù hợp nhất đối với những bạn nào trên 25 tuổi, bởi vì đa số những cái mùi hương mà có hương gỗ kết thúc ấy thì nó sẽ mang lại một cái cảm giác là rất có chiều sâu và cực kỳ trưởng thành. Mùi Romantic Meal này thì bám hương tốt hơn so với Aroma Flower. Cái này chỉ được khoảng tầm 15 phút cho đến 30 phút, còn cái này sẽ được từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi nha mọi người. Và cuối cùng sẽ là Purité mẫu đơn. Mình thấy rằng mọi người khen rất là nhiều về cái mùi anh đào, nhưng mà mình có cả hai thì mình thấy rằng cái mùi mẫu đơn này đặc biệt hơn rất là nhiều. Nó là một cái mùi hương hoa rất giống mùi hương hoa hồng pha với một ít mùi quả mọng. Cái mùi này thì bám thực sự kém nha mọi người, nó chỉ lưu được ở trên da từ 30 phút cho đến 1 tiếng, mà hầu hết là 30 phút thôi. Đối với những bạn nào mà trẻ trung, các bạn thích những cái mùi hương nó khá là đơn giản thì mọi người có thể thử cái mùi mẫu đơn này. Tuy nhiên đối với cái độ tuổi như mình bây giờ, mình thích những cái mùi hương nước hoa mà nó cực kỳ đặc biệt nha mọi người, và nó có nhiều tầng lưu hương thì nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm đặc biệt hơn. Tuy nhiên cái mùi mẫu đơn này mình nghĩ rằng sẽ phù hợp nhất đối với những bạn gái tuổi mới lớn.